Các khán giả của Mình Ơi Ăn Gì được phát sóng trên kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Journey của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì Mình Ơi Ăn Gì sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn quen thuộc với rất nhiều người, đó chính là bánh đa kê ở dốc Hẻ Nhai. Nói là quen thuộc, tuy nhiên là để mà tìm được một hàng bánh đa kê thì không hề đơn giản, đúng không? Thế nên là khi mà bọn mình biết có hàng bánh đa kê bán cố định ở đây thì bọn mình đã tìm ngay đến địa điểm này để giới thiệu cho mọi người. Đầu tiên thì phải nói món bánh đa kê chắc chắn sẽ là một trong những cái món bánh mà Cương nghĩ là đơn giản nhất trong những cái món bánh mà Mình Ơi Ăn Gì đã từng làm, đúng không? Vì nguyên liệu rất là giản dị thôi. Vỏ là bánh đa này, ở bên trong là một lớp đậu xanh cùng thêm một chút đường. Ở đây thì chủ quán họ cho cả đường vàng lẫn đường trắng, cả hai loại đường luôn. Với chiếc bánh của Phương thì ngoài những nguyên liệu quen thuộc như là một lớp kê này, đậu xanh thì còn có thêm dừa khô. Có lẽ là việc mà thêm dừa này thì sẽ làm cho chiếc bánh này hương vị nó sẽ đặc biệt hơn. Ngoài cái bánh đa kê truyền thống thì bạn ấy có biến tấu một chút. Và cái loại mà Phương đang ăn ấy cũng được rất nhiều người ưa thích. Và ở đây còn có cả cái loại bánh mà cho thêm một chút sữa đặc, hay thậm chí là cho thêm một chút mật ong để thay đổi khẩu vị, hợp với cả những cái bạn trẻ hơn, đúng không? Vì không phải ai cũng thích ăn cái kiểu đơn giản như thế này. Đúng là lâu lắm rồi mới được thưởng thức lại cái món bánh đa kê này. Lớp bánh đa này rất là giòn, cắn đến đâu là giòn rụm đến đấy. Cái mùi dừa khô ấy nó rất là thơm. Cũng khá là lạ, đúng không? Lớp đậu xanh này, lớp kê được xay nhuyễn, rất là chất lượng. Cái mùi vừng cũng rất là thơm. Cái điều đặc biệt nhất mà Cương ăn bánh đa kê ở đây ấy, là cái độ ngọt nó rất là thanh, không phải ngọt sắc. Loại đường mà anh ấy dùng đây thì hạt to hơn bình thường ấy, thì khi mà mình cắn trộn cùng với cả lớp kê này, lớp đậu xanh, cắn đến viên đường nó giòn giòn khá là vui miệng. Dù cái nguyên liệu rất là mộc mạc, đơn giản thôi, nhưng mà cái hương vị bánh đa kê thì không thể lẫn vào đâu được. Và khi ăn bánh đa kê ở đây thì anh chủ quán anh ấy còn chuẩn bị những cái ấm trà rất là tinh. Cái trà sen này rất là thơm, cực kỳ hợp với cả món bánh đa kê này. Tôi cảm thấy kê ở đây rất là chất lượng và cái vị ngọt nó rất là thanh và bánh rất là giòn, cho nên là tôi ăn tôi cảm thấy là đây là một cái bánh rất là chất lượng. Ngoài món bánh đa kê thì có thể thấy là có món cháo đậu cà này, bánh chả. Và có cả món bánh đậu xanh rất là quen thuộc nữa nhé. Đúng rồi. Những cái món bánh này rất là thích hợp cho một cái bữa xế vào buổi chiều, đúng không? Vừa ăn bánh đa kê vừa ngắm đường phố. Cái món bánh chả đây, anh chủ quán anh ấy tự làm nhá, rất là thơm. Có cái điểm chung ở đây là những cái món ăn như là bánh đa kê hay là bánh chả ấy, anh chủ đây anh ấy đều giảm cái độ ngọt đi. Tuổi thơ của mình là gắn liền với cả cái món bánh này, và cho đến tận bây giờ thì mình vẫn còn rất là nhớ. Cái bánh này là mình làm theo truyền thống, nó là kê thật, nó không độn ngô, không độn khoai. Mình sử dụng là đường vàng và đường nâu, và cái độ tan của nó cũng không nhiều. Nên là khi mà mình ăn thì mình sẽ thấy có một cái vị ngọt thanh rất là phù hợp với cả món bánh. Quả thực thì ngày hôm nay là một cái trải nghiệm rất là thú vị với Cương và Phương, đúng không? Khi mà được thưởng thức lại rất nhiều những cái món ăn xưa cũ. Và nếu như các bạn cũng có những mong muốn trải nghiệm những món ăn ngon, đặc biệt là về bánh đa kê, thì có thể là dắt người thân hay bạn bè của mình đến đây để trải nghiệm nhé.